Xin chào quý vị và các bạn. Sau chuỗi ngày rét kỷ lục, miền Bắc sẽ đón những ngày nghỉ cuối tuần với thời tiết nắng ấm. Miền Trung thì mưa giảm, còn miền Nam thì còn nóng nhẹ. Thời tiết thay đổi đều gắn với sự suy yếu của khối không khí lạnh ở phía Bắc. Cụ thể, miền Bắc sẽ đón ngày thứ Bảy với một chút sương mù nhẹ vào ban sáng. Trưa chiều trời có nắng, nền nhiệt cao nhất ở tất cả các tỉnh thành đều tăng thêm từ 2 cho tới 3 độ. Cao nhất tại Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang hay khu vực Bắc Cạn, Tuyên Quang đều lên tới 18 đến 20 độ. Vùng đồng bằng nhiệt độ cao 20 đến 22 độ. Với mức nhiệt như vậy thì cơ bản miền Bắc sẽ hết rét hại, rét đậm thì cũng chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi tại vùng núi. Khối khí lạnh và cả gió đông đều yếu đi, mưa miền Trung cũng giảm theo. Trong ngày nhiều nơi có nắng trở lại, nhiệt độ tại Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tăng lên ngưỡng từ 19 đến 22 độ. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cũng tăng lên mức 24 đến 26 độ. Trong khi đó ở các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ trong ngày vẫn cao, 27 đến 31 độ. Đây cũng chính là mức nhiệt tại các tỉnh thành vùng cao Tây Nguyên vào trưa chiều. Còn tại Nam Bộ, từ 32 đến 35 độ, trời oi nóng vào trưa chiều. Chỉ lưu ý là về đêm và sáng tại Tây Nguyên vẫn rét nhẹ, với mức nhiệt là 17 đến 20 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc giảm còn cấp 5, có lúc cấp 6. Khu vực phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, mưa rông rải rác, sóng cao từ 2,5 đến 3,5 mét, biển động. Như vậy, trong ngày nghỉ cuối tuần, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, chấm dứt đợt rét hại, rét đậm vừa qua tại khu vực phía Bắc. Đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày 26 tháng 2 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.